Chào mừng bạn đến với trà dâu tây chanh vàng. Đầu tiên, 100 nước cốt trà ô long. Hai mươi ml siro dâu. Hai mươi ml săn ắp chanh vàng. Ok. Rót. Khuấy. Rồi đến phần trang trí cốc. Chủ đề của ta là dâu và chanh vàng. Chúng ta có thể trang trí dâu hoặc chanh vàng hoặc cả hai. Dâu. Cắt cái cuống đi. Cắt lát dọc. Đá, một ít đá. Rán dầu thành cốc. Lại cho thêm đá. Tiếp tục. Cuối cùng, rót vào.